Rồi xin chào các bác nhé. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Hyundai Trường Chinh Sài Gòn. Đây là Hyundai Grand i10 2021 phiên bản 1.2 số tự động hatchback. i10 thì tháng này được khuyến mãi nhiều hơn tháng trước nha các bác. Đối với cái dòng này nè, giá niêm yết là 435 triệu. Trong tháng này thì các bác mua xe tại Hyundai Trường Chinh sẽ được giảm giá tới 28 triệu đồng. Trừ đi là còn 407 triệu giá VAT đó các bác. Tạm tính thuế 5% lăn bánh tại Sài Gòn. Thì con xe này bản 1.2 số tự động hatchback là 455 triệu là ra giấy rồi. Còn ở tỉnh lẻ thì nó còn rẻ hơn nữa nha các bác. Các bác quan tâm về tất cả các phiên bản của i10 thì có thể alo tôi theo số trên tiêu đề nhé. Tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác. Đây là phiên bản mới nhất mới ra mắt đó các bác, bản All New Grand i10 2021. Xe thì để bên ngoài trời nên hơi dơ nha các bác thông cảm, dính bụi bẩn khá nhiều. Các bác chuẩn bị khoảng là 140 triệu là lấy được con xe này rồi. Còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho các bác vay. Vay được 80%. Bản này xài động cơ 1.2. Xe nhỏ thôi, tiết kiệm nhiên liệu. Camera lùi, hai cảm biến lùi. Miếng này là miếng kim loại đó các bác. Sờ khá là chất lượng. Xe nhỏ, động cơ nhỏ nên khá tiết kiệm, từ 5 cho tới 7 lít rưỡi. Các bác nghe tiếng cốp này, tiếng cốp động chất lượng đấy. Cái bản hatchback 1.2 AT này các bác có thể gập được cái hàng ghế thứ hai xuống dưới. Đây, bánh sơ cua là mâm sắt nha. Bản này là có cảm biến áp suất lốp nha. Phanh sau là phanh tang trống, mâm là 15 in. Gầm thế này là cao hơn ngày xưa, là nó 157mm. Các bác thấy cái ô kính bự không? Nếu mà so hàng hai con này so với Kona thì tôi vẫn đánh giá cái hàng hai con này ok hơn, tại vì ngồi nó thoáng hơn. Chứ Kona ngồi nó tù lắm. Tem này nhìn nó ngầu hơn nè các bác. Bản này là ghế bọc da nha. i10 có 6 phiên bản, chỉ duy nhất phiên bản này mới được bọc ghế da. Ghế da hết, ghế da và chỉ màu đỏ, nó tạo cái sự thể thao. Trên này có 3 tựa đầu có thể nâng hạ được, không giống như con Wigo đâu. Wigo là tựa đầu nó không nâng hạ được. Rồi có cửa gió hàng ghế sau, có cổng sạc điện thoại. Ghế lái thể thao, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng. Vô lăng này thì cũng giống như mấy con Kona này kia thôi. Nó may chỉ đỏ thể thao này các bác. Có ga tự động cruise control, duy nhất phân khúc trợ lực điện. Con này là không có gạt mưa tự động, không có đèn tự động đâu nha. Cái trong này có sấy này các bác. Sấy sấy gương nè, chỉnh điện gập điện, xi nhan trên gương, đầy đủ hết. Phía trước này là halogen cả thôi. Đèn halogen hết, đèn sương mù halogen. Có lẽ là đèn ban ngày nè, đèn ban ngày là đèn LED nè. Máy móc, máy nhỏ. Tiết kiệm nhiên liệu 1.2, hộp số tự động 4 cấp. Khuyến mãi 28 triệu cho phiên bản này. Đây, màn hình táp lô kiểu mới. Đây là màn hình nguyên zin 8 inch nha. Nè, vừa cảm ứng này các bác. Vừa cảm ứng vừa có thể bấm cơ được. Đó, có bản đồ tiếng Việt, có kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth. Đầy đủ. Điều hòa chỉnh cơ, cần số bọc da. Các cái hộc để đồ rất nhiều nha. Đây, hộc để đồ là nhiều lắm. Gương thì chỉnh cơ thôi, chống chó chỉnh cơ. Cho các bác xem cam lùi này. Đấy. Về tính an toàn thì con này được trang bị dồi dào nhất trong 6 phiên bản.
tại vì nó có cân bằng điện tử, duy nhất chỉ có bản này mới có cân bằng điện tử. Hai túi khí, rồi cảm biến lùi, camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Và bản này nó có hết nhé. Khuyến mãi 28 triệu còn 407 triệu, lăn bánh Sài Gòn là 455 triệu. Các bác quan tâm về dòng i10 thì có thể alo cho tôi nhé. Cảm ơn các bác.